Yêu sư thầy. Rút quân về thành. Bẩm tướng quân, chúng ta đã lên kế sách rõ ràng trước khi ra trận, cớ sao ngài lại bất ngờ cho binh lính rút quân vào phút cuối vậy ạ? À? Phải đó tướng quân, chẳng phải chúng ta đã chờ rất lâu mới có được thời cơ này để trả đũa quân chim hay sao? Tôi thực sự không hiểu ý đồ của ngài. Phương án này chỉ là quản binh chi kế mà thôi. Sau khi cho người đi thám thính tình hình thì ta nhận thấy việc tấn công trực diện thành dường như bất khả, vì thành xây bằng gạch nung rất kiên cố. Nếu bây giờ ta vẫn áp dụng kế sách đã lên ban đầu thì chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, hao binh tổn tướng là điều khó tránh khỏi. Nhưng tướng chim đã gạo gãy xua quân, gây hấn biên giới, không lẽ bây giờ ta phải chịu đầu hàng sao? Không, dù thế nào thì nhất định ta cũng phải trả mối thù này để lấy lại danh dự cho nước Đại Việt ta. Nhưng ta không dùng quân để đánh thành, mà ta sẽ dùng hơi độc. Ta đã bấm độn thời tiết, giữ là giờ thân ngày mai sẽ là thời điểm thuận lợi. Khi ấy ta sẽ đốt lá cây, nhờ gió đưa hơi độc vào thành của quân chim. Lúc bấy giờ chúng ta chẳng tốn công sức mà vẫn có thể tiêu diệt gọn quân địch. Kế sách này của tướng quân thật độc đáo. Tôi tin rằng với việc tài sử dụng các loại lá cây độc cùng sự tinh thông thiên văn của ngài, trận chiến này ắt chúng ta sẽ thắng lớn. Xông lên! Xông lên! Xông lên! Xông lên! Xông lên! Trời ơi! Gió đổi hướng, thổi hơi độc về phía chúng ta rồi! Chạy mau! Tướng quân! Tướng quân! Không xong rồi! Hả? Chuyện gì xảy ra thế này? Tại sao? Tại sao bỗng nhiên gió lại đổi chiều thế này chứ? Không thể nào! Chính ta đã làm hao binh tổn tướng của mình! Trời ơi, ta đã làm gì thế này? Ta không xứng đáng làm tướng. Ta không xứng đáng. Còn điều gì phiền lòng khiến thí chủ chưa buông bỏ được chăng? Đến giờ phút này còn muốn xuống tóc quy y để vũ bỏ bụi trần. Thí chủ đã quyết tâm như vậy thì hãy để tâm hân hoan nhất để đón nhận lễ cầu tóc, chính thức trở thành người xuất gia. Từ nay ta sẽ gọi thí chủ là Mộc Giả. Mộc Giả, sư trụ trì cho gọi thầy có chuyện gì đó ạ? Thầy mau vào đi, để đó tôi quét dọn nốt cho. Sư trụ trì cho gọi tôi sao? Vậy thầy dọn dẹp ngoài này giúp tôi nhé. Bạch sư trụ trì, con đây ạ. Thầy cho gọi con có điều gì cần dạy bảo thế ạ? Mộc Giả, ta mới đưa cho con cuốn kinh Nhật tụng này có một ngày, sao đã vội trả lại vậy? Con không đọc nữa sao? Hay cuốn sách khó hiểu quá, phải không con? Dạ không thưa thầy, con đã đọc và thuộc hết những lời Phật dạy trong cuốn sách nên con mới gửi lại thầy ạ. Con nói sao? Cả chục cuốn kinh dài như vậy, con chỉ đọc trong vài ngày đã xong mà. Vâng ạ, con đã đọc xong cả rồi thưa thầy. Hôm nay con cũng định tới gặp thầy để xin mượn thầy thêm một vài cuốn khác nữa ạ. Vậy con thử đọc cho ta nghe phần kinh Chuyển Pháp Luân để ta nghe xem sao. Thật không ngờ, chẳng những con thuộc lòng cuốn kinh mà còn trả lời thông suốt tất cả những câu hỏi của ta. Thực lòng,
ta lấy làm mừng lắm khi thấy đệ tử của mình đã sớm lĩnh hội kinh Phật như vậy. Dạ, đa tạ thầy. Cũng nhờ có thầy giảng giải, chỉ bảo tận tình mà con mới có thể học thuộc nhanh chóng và ngày càng hiểu lẽ đạo một cách tường tận hơn ạ. Mộc Dã, bao nhiêu sách kinh trong chùa ta đều đưa con học cả. Ta thấy con là người thông tuệ kinh sách, học đâu nhớ đấy, lại chuyên tâm tu tập. Hay ta giới thiệu con tới chùa Trúc Thành để học đạo. Ở đó có nhiều vị cao tăng đạo hạnh hơn, sẽ giúp con học hỏi được nhiều hơn. Ý còn thế nào? Dạ, con hiểu ý tốt của thầy. Thế nhưng con được như ngày hôm nay cũng là nhờ theo thầy. Bởi vậy, con xin thầy hãy cho con được ở lại, dùng tâm sức của mình để phụng sự chùa. Không, không, con đừng nghĩ như vậy. Con phải nghĩ tới tương lai của mình chứ. Không phải ai ta cũng gửi tới đó để học đâu. Con nên trân trọng cơ hội này. Dạ, được thầy tạo điều kiện giúp đỡ thế này, con biết ơn lắm. Nhất định con sẽ chăm chỉ tu tập thiền định để không khỏi phụ lòng thầy. Xin thầy hãy yên tâm ở con ạ. Được, vậy thì mùng 10 này ta sẽ vẫn còn tới đó để gặp các vị cao tăng. Đường tới đó khá xa, nếu thuận cũng phải mất 3 ngày đường. Con nhớ chuẩn bị lương thảo sao cho đầy đủ nha. Dạ, con nhớ rồi ạ. Con xin phép thầy. Nhiều năm sau. Bạch thầy, sư Mộc Dã vừa từ chùa Trúc Thánh về thăm thầy đó ạ. Vậy sao? Được rồi, được rồi. Con cứ ra ngoài trước đi. Ta sẽ ra ngay đây. Kính bạch thầy, dạo này sức khỏe của thầy thế nào rồi ạ? Đệ tử bất hiếu, từ ngày rời đi tới nay cũng gót 3 năm rồi mới quay lại hỏi thăm thầy được. Mong thầy quan hỷ bỏ qua cho con. Nhờ ơn trời Phật phù hộ, ta vẫn khỏe. Thế còn con, tình hình thế nào rồi? Mọi thứ đều tốt cả chứ? Ta tuy là ở xa, nhưng lúc nào cũng mong ngóng tin tức từ con. Hôm nay thấy con về thế này, ta mừng quá. Dạ, thời gian tu tập trên chùa Trúc Thánh, con đã hoàn toàn dứt bỏ được những chuyện đời phiền muộn, toàn tâm toàn ý lĩnh hội kinh Phật. Nay con trở lại nơi đây, xin được xây một ngôi chùa nhỏ ở khu gò đồi cao phía sau núi. Trước là thờ Phật, sau là nơi tụ học hoàn truyền Phật pháp, thưa thầy. Thì ra chủ trì ngôi chùa đó là con sao? Mấy nay ta cũng có nghe nói tới, vậy mà ta lại không nghĩ người ấy là con. Thế tình hình xây cất thế nào rồi? Có gặp khó khăn gì không? Có cần thầy hay nhà chùa giúp đỡ gì không con? Dạ thưa thầy, công việc xây cất chùa vẫn diễn ra suôn sẻ. Con dự kiến đầu tháng tới sẽ hoàn tất. Hôm ấy thầy thu xếp thời gian tới với con nha thầy. Nhất định rồi. Chỉ cần con báo trước một tiếng thì thầy sẽ tới. Cứu, cứu tôi với. Có ai không? Cứu tôi với. Không được vậy nó trốn thoát. Mau đuổi theo. Bằng mọi giá phải bắt được nó cho ta. Khẩn trương lên. Cứu, cứu, cứu tôi với. Chết tiệt, đúng là một lũ vô tích sự. Còn đứng đó được à? Mau đuổi theo, lôi nó về đây cho tao. Khốn kiếp, hôm nay không lôi được nó về, chúng mày xác định chết với tao. Không, không, thả ta ra, thả ta ra, đồ khốn. Thí chủ, xin thí chủ hãy bình tĩnh. Ở trong này sẽ không một ai dám làm hại thí chủ đâu. Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây? Đây là chùa Xuân Sơn, là ngôi chùa do ta trụ trì. Hồi tối này thí chủ nằm ngất liệm ngoài cổng, không rõ nhân thân, mà trời lại đang mưa lớn như vậy, nên ta đã mạo muội đưa thí chủ về đây nghỉ ngơi. Bây giờ thí chủ thấy trong người thế nào rồi ạ? Tôi lạnh quá. Có thể vì gặp mưa lớn
mà thí chủ bị cảm lạnh rồi đó. Thôi, thí chủ hãy nằm xuống nghỉ ngơi, để ta ra ngoài pha cho thí chủ cốc nước gừng ấm giải cảm. Thật không ngờ, ở nơi vắng vẻ hoang vu thế này, lại có một người đàn ông đạo mạo đỉnh đạt như vậy. Trong lúc tránh bọn buôn người gian manh, rung rũng ta lại được gặp chàng ở đây. Chẳng phải đây là ý trời rồi sao? Phải, nhất định ta sẽ không bỏ qua nhân duyên này. Thí chủ cố gắng ngồi dậy một chút để uống hết cốc nước gừng ấm này cho mau khỏe. Gừng có tác dụng giải cảm rất tốt đấy. Tôi... A-di-đà Phật, thành thật xin lỗi thí chủ. Ta vụng về bất cẩn quá. Thí chủ... Chỉ là va chạm nhỏ thôi mà. Hòa thượng làm gì mà hốt hoảng như vậy? Không lẽ đó giờ Hòa thượng chưa từng tiếp xúc với đàn bà nữ nhi hay sao? A-di-đà Phật, nam nữ thủ thủ bất thân. Hơn nữa ta lại là người nhà Phật, ta không được phép làm những điều trái với luân thường đạo lý. Như vậy là đắc tội lớn, trời Phật khó mà dung tha. Bởi thế, mong thí chủ hãy thông cảm cho ta. Tôi thật hồ đồ, đã làm phiền hòa thượng lúc đêm khuya, lại xém chút nữa làm liên lụy tới người. Có lẽ tôi nên rời khỏi đây thì tốt hơn. Cảm ơn hòa thượng đã cưu mang, giúp đỡ lúc tôi hoạn nạn. Kìa thí chủ hãy khoan đi. Đêm đã khuya lắm rồi, bên ngoài trời lại đang mưa gió, mà thí chủ là thân con gái, ra đường lúc này sẽ rất nguy hiểm. Thí chủ cứ nghỉ chân lại đây qua đêm, có gì thì sáng mai hãy tính. Tôi hiểu ý của hòa thượng, nhưng xin hòa thượng đừng bận tâm tới điều đó. Tôi ở lại đây sẽ làm phiền tới hòa thượng và nhà chùa, vì vậy hãy để tôi đi để tránh phiền phức. Bây giờ để thí chủ ra về, nhớ có bệ gì giữa đường, nhà chùa sẽ áy náy lắm. Thôi, thí chủ cứ ở lại, để tôi sai chú tiểu mang chăn màn qua cho thí chủ nghỉ ngơi kẻo mệt. Nhanh chân lên các ông các bà ơi, buổi giảng kinh Phật của thầy đang bắt đầu rồi kia kìa. Đã bảo đi từ sớm, vậy mà cứ lừng chừng mãi. Ủa, có phải tôi nhìn nhầm không vậy? Trước giờ chùa Xuân Sơn chỉ có thầy Mục Giả và chú Tiểu ở lại, sao tự dưng lại có cô gái nào ở đây thế nhỉ? Có khi nào... Có thể cô gái đó được nhà chùa cưu mang thôi. Sư Mục Giả là một bậc cao tăng có cao đạo, một lòng hướng Phật, làm sao có thể làm những chuyện đó được kia chứ? Mọi người đừng nghĩ quan cho thầy mà phải tội. Nếu chỉ như vậy thì cớ gì khi vừa thấy chúng ta, cô ta đã vội vã bỏ chạy vào trong? Hẳn là có gì khuất tất ở đây. Ôi dào, thôi, hơi đâu mà đón già đón non. Vào trong đi, sắp hết buổi giảng tới nơi rồi đấy. Chỉ là nam nữ ở cùng nhau thôi, có gì ghê gớm đâu mà phải bàn tán dữ vậy. Đúng là đám người vô công rỗi nghề, thích bới lông tìm vết. Nhưng không sao, càng làm vậy, ta lại càng muốn chinh phục trái tim của chàng. Thí chủ, có chuyện gì mà khiến thí chủ buồn lòng tới vậy? Phải chăng vì nhà chùa tiếp đón thí chủ không chu toàn? Có điều gì không hài lòng, xin thí chủ cứ giải bày để nhà chùa được rút kinh nghiệm. Không, nhà chùa, đặc biệt là hòa thượng đây, lo liệu cho tôi rất chu đáo. Ơn này cả đời tôi trả không hết, làm sao lại có thể trách nhà chùa được. Vậy rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với thí chủ? Thí chủ cứ bộc bạch với ta, nếu giúp được ta luôn sẵn lòng. Chẳng giấu gì hòa thượng,
cha mẹ tôi đột ngột qua đời trong một lần vào rừng. Thế là bọn cường hào trong làng ép bán tôi cho đám buôn người nhằm xiết nợ. Khó khăn lắm tôi mới chạy thoát được. Nếu bây giờ mà trở về đó thì chắc chắn bọn chúng sẽ không tha cho tôi. Mà tôi chẳng còn nơi nào để đi cả. A-di-đà Phật, lại có cả chuyện đó sao? Thôi thế này, tạm thời thí chủ hãy cứ ở lại đây. Tuy nhà chùa còn nhiều thiếu thốn, nhưng ít ra là nơi an toàn cho thí chủ lúc này. Một thời gian sau, mọi chuyện lắng xuống, thí chủ trở về cũng chưa muộn. Được nhà chùa rộng lòng cưu mang trong lúc khó khăn thế này, tôi lấy làm biết ơn lắm. Nhưng không biết lấy gì đền đáp. Vậy từ nay, hòa thượng cho phép tôi được đảm nhận gánh vác công việc dọn dẹp trong chùa để tôi bớt áy náy được không? Thí chủ có sao không? Thí chủ mau ngồi xuống đây nghỉ ngơi một lát đi. Cảm ơn hòa thượng. Tôi không sao. Chắc là ngồi nghỉ một lát sẽ khỏe lại thôi. Xin hòa thượng đừng lo. Thí chủ chớ chủ quan như vậy. Hơn nữa, sau trận cảm hôm trước, người thí chủ còn chưa được khỏe hẳn. Sao mới sáng sớm đã vội ra ngoài này quét dọn chi cho cực vậy? Thí chủ phải chú ý giữ gìn sức khỏe chứ. Lỡ đổ bệnh lại thì có phải khổ hơn không? Hòa thượng đang lo cho tôi đấy ư? Ta phải chuẩn bị cho buổi giảng Phật Pháp. Ta xin phép đi trước. Chàng đang cố tình cự tuyệt ta đó ư? Cứ chờ xem, đứng trước một mỹ nhân như ta, liệu chàng còn sắt đá được bao lâu? Sớm muộn gì, chàng cũng thuộc về ta mà thôi. Hòa thượng đang lo cho tôi đấy ư? Hòa thượng. Thí chủ, tại sao thí chủ lại vào đây? Ta. Hòa thượng, làm gì mà hốt hoảng vậy? Sáng sớm nay không thấy hòa thượng niệm kinh như mọi ngày. Hỏi tiểu chủ thì hay tin chàng bị đổ bệnh nặng, nên thiếp đã đích thân sắc chén thuốc bổ này cho chàng dưỡng bệnh. Chàng dậy đi, uống cho mau khỏe. A-di-đà-phật, ta là người nhà Phật, mong thí chủ đừng làm như vậy. Người ngoài trông thấy không hiểu lại xin dị nghị những lời không hay. Tại sao chàng chỉ chăm chăm quan tâm tới những lời dị nghị của người ngoài mà không một chút bận tâm tới cảm giác của thiếp? Người nhà Phật thì sao? Người nhà Phật thì không được phép nên duyên ư? Thí chủ, đây là nơi cửa Phật, xin thí chủ hãy giữ trọn đạo mà cẩn trọng lời ăn tiếng nói. Ta không cam tâm. Rõ ràng là chàng hiểu tình cảm của thiếp. Vậy sao chàng còn cố tình lơ đi? Chàng muốn thiếp phải khốn khổ vì chàng thì chàng mới hài lòng đúng không? A-di-đà-phật, ta đã nguyện ăn chay niệm Phật suốt đời, nên tình cảm này của thí chủ ta không thể đáp lại được. Mong thí chủ hãy sớm tỉnh ngộ mà dứt khỏi mối tương tư oan trái này. Ta sẽ khiến cho chàng phải hối hận vì ngày hôm nay đã cự tuyệt tình cảm của ta. Có chuyện gì thế nhỉ? Tôi đã nói rồi mà, mọi người đâu có tin. Bây giờ thì thấy chưa? Chắc chắn giữa nhà sư và cô gái kia đã xảy ra chuyện gì nên cô ta mới hành động như vậy. Đúng là sư thì cũng có dăm ba kiểu sư mà. Chuyện còn chưa rõ ngọn ngành, mọi người đừng bàn tán những lời như vậy. Ấy rồi mọi người cứ chờ mà xem nha. Một thời gian sau,
Đây, cô đi vào trong này, ba mặt một lời cho rõ ràng. Hôm nay không tìm được đích danh cha của đứa trẻ trong bụng thì cô có chết cũng không rửa hết tội lỗi đâu. Đúng là cái thứ chữa hoang lại thích già mồm ăn vạ. Xưa nay sư mộc giả có tiếng đạo mạo đoan trang, không thể làm cái chuyện ô uế đó được. Để xem, đứng trước cửa Phật, cô còn dám nói sằng nói bậy nữa không? Có chuyện gì thế nhỉ? Chính là người phụ nữ mà chúng ta đã bắt gặp sống trong chùa trước đó đấy. Nhưng bỗng dưng ả ta xuất hiện với cái bụng bầu cùng đám người kia là sao vậy? Các vị, cần nhà chùa giúp gì xin cứ nói, chứ đừng gây náo loạn chốn tâm linh như vậy. Đây chính là cha của đứa bé trong bụng tôi. Hôm nay thiếp tới đây không mong gì cả, chỉ mong chàng hãy chịu trách nhiệm với cái thai trong bụng thiếp. Đứng trước Đức Phật thanh cao, xin thí chủ chớ nói lời bậy bạ. Cái thai trong bụng ta chính là máu mủ của chàng. Dù chàng có công nhận hay không thì đó vẫn là sự thật. Ta Hòa thượng, xin hãy thứ lỗi cho sự xuất hiện đường đột của chúng tôi ở đây. Nhưng hôm nay chúng tôi cần biết rõ cha đứa bé trong bụng ả thị là ai. Có phải vì trót chữa quan mà sợ lễ làng nên ả ta đã vu khống cho hòa thượng không? Nếu đúng là chữa hoang thì cứ theo lễ làng mà làm, cạo đầu bôi vôi, thả bè trôi sông cho làng đỡ mang tiếng nhục. Nếu ta không nhận thì cô gái sẽ bị làng xử tội rất nặng. Đó không chỉ là mạng sống của cô ấy mà còn đứa trẻ vô tội chưa kịp vào đời. Nhưng nếu ta nhận thì ta biết phải đối diện với quý Phật tử và dân làng thế nào đây? Chuyện đã tới nước này, ta cũng không thể giấu thêm được nữa. Đứa bé trong bụng của cô ấy chính là con của ta. Đúng là giấy thì làm sao mà gói được lửa nổi. Mọi người thấy chưa, tôi không hề nghĩ quan cho ông ta. Hey, thật không ngờ một người đạo mạo sang sảng rao giảng đạo lý cho chúng ta lại là một kẻ đốn mặt đê tiện tới vậy. Không biết ngoài cô gái kia ra thì còn có biết bao cô gái khác là nạn nhân của ông ta nữa. Uổng công bấy lâu nay chúng ta tin sùng ông ta một cách mù quáng, thật không ra thể thống gì cả. Hòa thượng, tôi xin lỗi vì đã làm hại tới ngài. Thế mà ngài không những không xua đuổi, không oán trách, mà còn bao dung cưu mang mẹ con tôi nữa. Tôi thực sự xấu hổ vì hành động nhơ nhuốc của mình. Ơn nghĩa này tôi biết lấy gì đáp trả. Tôi Chuyện đã qua rồi, thí chủ hãy yên lòng an dưỡng, chờ ngày sinh nở mọi chuyện để ta lo liệu. Thưa thầy. Thế nào rồi? Chuyện cất dựng túp lều dưới chân cây cầu gần chùa ta cho mẹ con thí chủ kia đã ổn thỏa rồi chứ? Vâng thưa thầy, mọi chuyện đã ổn. Con cũng đã tìm được người tới giúp đỡ chăm sóc cho cô ta rồi. Xin thầy chớ bận lòng mà ảnh hưởng tới sức khỏe. Từ hôm đó chùa ta vắng vẻ điều hiu quá thầy ạ. Có vẻ như các đạo hữu tin đó là chuyện thật nên xa lánh chùa và có cái nhìn thị phi về thầy. Tại sao thầy không thanh minh cho bọn họ hiểu mà lại... Giúp người cũng là giúp mình. Hơn nữa, đứa trẻ vô tội, nó không đáng bị đối xử như vậy. Về sau, sư mộc giả nhường chùa Xuân Sơn lại cho một học trò họ Trương trụ trì. Còn ông thì lặng lẽ đi về phương Nam, tiếp tục cuộc đời tu hành của mình. Thời gian trôi qua, vị sư lập chùa có phải thật là sư mộc giả, người chịu mọi tiếng đời thị phi để cứu mạng sống của hai mẹ con thiếu phụ đa tình kia hay không thì chẳng ai biết rõ. Chỉ biết rằng chùa Xuân Sơn và cầu Bà Bầu, tên gọi sau khi thai phụ đến ở chân cầu, vẫn tồn tại đến ngày nay. Bươm bướm kén vợ.
Xem ra ai cũng đã tìm được bạn đời của mình cả rồi. Không nhẽ mình đẹp đẽ thế này mà lại mang tiếng là bướm ế sao? Ừ, nhưng cũng không thể vì vội vàng mà chọn bừa được. Đẹp như mình lo gì không lấy được vợ chứ. Lấy vợ nghĩa là phải sống với cô ta suốt đời, nên mình càng cần phải chọn kỹ mới được. Nếu không hối hận chả kịp. Bay lượn suốt cả mấy ngày mà vẫn chẳng chọn ra được nàng hoa nào làm vợ. Có lẽ ta nên đến xin tư vấn của nhà tiên tri Cúc Trắng vậy. Anh giáo ơi, kéo em đi với nào. Ôi, anh thổi nhẹ thôi, không chúng em rụng hết cánh hoa mất bây giờ. Cái lão chó đa tình lại đến đây trêu đùa các nàng cúc rồi. Mà loài cúc các nàng thật chẳng dịu dàng e ấp chút nào. Hỏi Cúc Trắng đáng yêu, nàng là người phụ nữ thông thái nhất trong các loài hoa. Vậy hãy cho ta hay loài hoa nào ta nên chọn làm vợ bây giờ? Ngươi luôn tự nghĩ bản thân mình cao hơn mà tự kiêu, kén chọn thái quá rồi đấy. Ừ, điều gì khiến nàng khó chịu đến vậy? Hỏi người phụ nữ quyền lực. Thực ra ta chỉ là chẳng tìm được loài hoa nào phù hợp với ta mà thôi. Loài thì có hương thơm, lại chẳng có sắc đẹp. Loài có sắc đẹp thì chẳng có hương thơm, sắc hương vẹn toàn, trẻ mãi không già thì ta mới ở bên mãi được chứ. Vậy thì ngươi tự đi mà tìm đi, ta chẳng giúp được gì cho ngươi đâu. Các ngươi ấy à, vừa già vừa xấu lại còn làm phách. Đã thế ta đây chẳng cần, ta tự tìm. Biết ngay là lão bướm này trở mặt mà. Nghe đâu á hắn kén chọn mãi mà vẫn chưa ai vừa mắt hắn đấy. Ôi, mấy đàn nghệ tây và giọt tuyết mới tuyệt làm sao, thật là xinh đẹp. Nhưng lại gần thấy các nàng trẻ con quá. Không được, không được. Nàng mới thanh thoát, tinh tế làm sao. Tên nàng là gì vậy? Em là Thu Mẫu Đơn. Thì ra là vậy. Khả nàng cùng cái tên mới đẹp làm sao. Ôi, sao nàng lại chua thế này? Thật kinh khủng. Không thể được, chẳng thể hợp với khẩu vị của ta gì cả. Có điều gì lạ đâu, đó là mùi vị đặc biệt của em mà. Chàng phải thấy vui khi được nếm thử chứ. Chàng cứ đi đi, đi mãi đi, rồi thì chàng cũng chẳng tìm được người yêu được với ý của chàng đâu. Hỡi những nàng violet trầm mặc, hãy tươi vui lên nào. Đa sầu đa cảm như các nàng, ta sao có thể lấy làm vợ được. Kìa rồi, những nàng hồng thật rực rỡ kêu xa, ta phải thử lại xem sao. Ôi, cánh hoa của tôi. Đừng mà. Rực rỡ kêu xa là vậy, nhưng mà cũng mong manh dễ vỡ quá. Chỉ cần làn gió nhẹ đầu mùa cũng đủ rơi rụng. Thấy người như vậy, cuộc sống gia đình nghe chừng ngắn ngủi quá. Vậy là mãi chàng bướm vẫn chưa thể ưng và chọn cho mình một nàng hoa làm vợ để làm chốn dừng chân cho mình. Chàng lại bay lên mãi miết tìm kiếm. Dung mạo vừa dễ thương duyên dáng nuột nà, lại vừa hiền hòa thanh thoát như nàng, chắc cũng giỏi tề gia nội trợ ấy nhỉ. Nàng hoa xinh tươi của ta, có thể cho ta biết tên nàng là gì vậy? Chúng em là loài hoa nhà họ Đậu. Ta đã nghe danh loài hoa nhà nàng từ lâu, nay mới được gặp. Quả là người mà ta đã cất công tìm kiếm bấy lâu nay đây rồi. Kia là ai vậy nàng? Là chị gái em đấy. Một ngày nào đó nàng cũng giống như chị gái nàng vậy. Vâng, tất nhiên, đó là chuyện thường tình của lẽ tự nhiên mà. Rồi nàng cũng sẽ già đi, héo úa, tàn tạ như chị gái nàng. Ta chẳng thể chịu nổi được điều đó đâu. Xin lỗi nàng, ta chẳng thể cưới nàng được. Thời gian thấm thoát thoi đưa, xuân qua, hè tới, thu về. Chàng bướm vẫn chưa quyết định được loài hoa nào sẽ là vợ mình. Bởi vì trái tim chàng lại quá tham lam, vừa muốn hương thơm ngay cả khi những đóa hoa kia không còn trẻ. Trong khi đó, chàng ta cũng già đi mà chàng không hề hay biết. Chán ngán, mệt mỏi, cuối cùng bướm ta đành sà xuống một đám cây hoa bạc hà. Loại cây vô cùng đơn giản, nhưng mùi vị lại ngọt ngào ngát hương từ đầu tới chân, thơm lừng trong từng chiếc lá. Ta sẽ lấy nàng,
nàng đồng ý làm vợ của ta chứ? Lão nghĩ thế nào khi đến tuổi này rồi còn đi hỏi vợ? Tôi đã già và lão cũng vậy, đừng có mơ tưởng nữa. Nàng nghĩ mình có hương thơm mà kiêu kỳ với ta vậy sao? Cứ chờ đấy, có ngày nàng sẽ phải hối hận khi từ chối lời cầu hôn của ta. Rét, rét, rét quá. Ta cần nắng ấm, tự do. Ta cần một đàn hoa nhỏ để yêu thương và bầu bạn. Ôi, ta cần, ta cần. Giờ thì hay rồi, số phận mình cũng không khác mấy bông hoa ngoài kia là mấy, mãi mãi bị dính chặt ở đây và chẳng thể đi đâu. Ồ, nhưng mà cũng may, quãng đời sau này của mình đã tìm thấy ý trung nhân đây rồi. Suốt thời gian qua, ta chỉ thấy nàng tươi trẻ, dịu dàng ở đó, không hề già đi. Cứ tự vỗ về mình đi, đó chỉ là một chậu hoa giả mà thôi. Lão bướm già lẩm cẩm ạ. Sau bao thời gian tuổi trẻ được rong ruổi, tự do lựa chọn mà bướm ta vẫn không hài lòng. Cuối cùng, gã lại phải nằm bẹp ghí trong một quyển sổ sưu tầm vật lạ và chấp nhận cả đời cô đơn vì tính kén chọn của mình. Tấm lòng của bé Sơn. Phim phỏng theo câu chuyện có thật của bé Sunshine OK, một cô bé 5 tuổi sống ở Michigan, Hoa Kỳ. Vấn đề cuối cùng trong buổi họp ngày hôm nay, tôi muốn chúng ta cùng bàn bạc, đó là nhiều vị phụ huynh có ý kiến thêm sữa vào khẩu phần ăn trưa của các con. Vậy các vị hãy cho biểu quyết xem thế nào. Tôi nghĩ không cần phải bổ sung gì nữa, bởi vì khẩu phần ăn hiện tại đã đắt lắm rồi. Đúng vậy đó, đối với tôi, đóng tiền ăn cho con đã rất khó khăn rồi. Nếu thêm sữa nữa, tôi e không thể lo nổi. Ở các trường khác, người ta đều bổ sung sữa vào bữa trưa cho con. Bây giờ ở đâu chẳng thế, các vị chỉ lo cho bản thân các vị thôi hả? Không lo được cũng cố mà lo chứ. Bà Zatki nói phải đấy, thằng bé nhà tôi từ khi đi học bị gầy đi mấy ký rồi, phải thêm sữa vào bữa trưa ngay thôi. Nhưng mà chúng tôi thật sự không thể lo nổi. Thôi được rồi, bây giờ tôi có ý kiến như thế này. Chúng ta có thể cho con uống thêm sữa vào buổi trưa hoặc không, tùy theo nguyện vọng của mỗi gia đình. Các vị thấy sao nào? Cô giáo nói phải đó. Chúng tôi đồng ý. Bà ơi, hôm nay cháu được uống sữa ngon lắm. Sinh thích uống sữa nhỉ? Uống sữa nhiều cho chóng lớn nha. Bà ơi, lúc cháu bữa trưa có mấy bạn không có sữa uống. Cháu thấy các bạn rất tội. Tại sao các bạn ấy lại không có sữa uống như cháu hả bà? À, chuyện đó là do bố mẹ bạn ấy không đủ tiền đóng tiền sữa nên không có sữa uống. Cháu thấy chưa, nhiều bạn còn không có sữa uống nữa đây. Thế nên cháu nhớ uống hết phần sữa của mình, đừng bao giờ bỏ phí đây nhé. Dạ. Bà ơi, mai kia bà mua lợn tiết kiệm cho cháu được không bà? Cháu vừa đi học bài về sự tiết kiệm và cháu muốn có một con lợn tiết kiệm ạ. Ừ, tất nhiên là được rồi. Sơn thích cây nào, bà mua cho Sơn nhé. Thật hả bà? Nhưng bà ơi, bà đưa tiền mua kẹo cho cháu được không ạ? Ừ, được chứ, cháu muốn tự mình mua đúng không? Dạ không, cháu xin bà. Bà ơi, chúng ta đi thôi. Ờ, thì cháu không mua kẹo sao? Cháu thật sự rất thích kẹo, nhưng con lợn tiết kiệm của cháu đang cần được ăn, nên cháu sẽ để dành tiền ăn kẹo phần lợn tiết kiệm. Sơn, Sơn ơi, cháu làm gì vậy? Sơn, trời ơi, sao cháu đã đập con lợn tiết kiệm rồi? Cháu nuôi nó chưa được bao lâu,
Số tiền đó thì cháu làm được cái gì chứ? Sao cháu không hỏi ý kiến của bà trước? Cháu học đâu có tính nông nổi, nóng vội như thế hả? Bà ơi, cháu thật sự có chuyện quan trọng cần tiền. Chuyện quan trọng ư? Cháu nói cho bà nghe xem nào. Bà ơi, bạn thân của cháu, Lily, bạn ấy không có sữa uống. Giờ uống sữa trong Lily rất tội nghiệp. Cháu chia sữa mà bạn ấy không nhận. Nên cháu muốn dùng số tiền này để đóng tiền sữa cho bạn ấy ạ. Ôi, sinh của bà. Bà, trước giờ bà vẫn luôn ích kỷ, chưa bao giờ nghĩ cho người khác. Cháu thật tốt bụng biết bao. Bà xin lỗi vì đã trách nhầm cháu. Ngày mai bà sẽ nói chuyện với cô giáo để giúp các bạn chưa có sữa uống. Cháu đừng lo lắng nữa nhé. Thật hả bà? Cháu cảm ơn bà. Cháu cảm ơn bà. Cô rất tuyên dương bạn Sơn vì cử chỉ cao đẹp này. Từ mai lớp chúng ta sẽ noi gương bạn ấy, sẽ bỏ lợn tiết kiệm tại lớp để giúp đỡ các bạn chưa có sữa uống nhé. Bố ơi, lớp con sẽ có một con lợn tiết kiệm đấy. Mẹ ơi, cả lớp con sẽ cùng nuôi lợn đấy mẹ ạ. Tôi đã nghe cháu nhà tôi kể lại câu chuyện con lợn tiết kiệm. Tôi rất vui vì cháu có bạn có tấm lòng nhân hậu như thế. Tôi xin được góp chút ít vào chú lợn tiết kiệm này nhé. Tôi cũng vậy nữa. Thưa các vị phụ huynh, sự thật là tôi chỉ định đặt chú lợn tiết kiệm ở đây để các bé học tập cử chỉ đẹp của bé Sơn thôi. Rồi tôi định tự xin quỹ nhà trường. Không ngờ mọi người ủng hộ nhiệt tình thế này. Cảm ơn các vị rất nhiều. Đây chính là bé Sơn, khởi nguồn của câu chuyện con lợn tiết kiệm đây ạ. Người làm trò múa rối. Ngày ấy, lâu lắm rồi, có một bác làm trò múa rối. Bác đi khắp Đan Mạch cùng với một chiếc hòm gỗ lớn, trong đó chứa đầy những con rối. Hoan hô, hoan hô! Hay quá! Xin cảm ơn, xin cảm ơn! Chào bác! Chào cậu! Cháu xin tự giới thiệu, cháu là một cử nhân vừa tốt nghiệp được Viện Khoa học Copenhagen phái đến đây để dạy ở các tỉnh lẻ. Hôm nay được xem các vở rối của bác, cháu rất thích. Tôi cũng đoán được phần nào về cậu. Khi tôi diễn, tôi đã quan sát cậu. Cậu luôn cười đúng chỗ và luôn vỗ tay đúng chỗ. Cậu đúng là một khán giả đặc biệt. Cảm ơn lời khen của bác. Được lời như cởi tấm lòng, cậu cử nhân và bác làm trò múa rối trò chuyện cùng nhau đến khuya, hết chuyện nọ đến chuyện kia, như thể họ đã quen nhau từ lâu lắm rồi. Bác biết không, cháu luôn nghĩ cả thế giới này là một loạt điều kỳ diệu, nhưng chúng ta quen thuộc những điều ấy đến nỗi cho là chuyện bình thường. Ai nhận ra điều kỳ diệu ấy mỗi ngày chắc hẳn là người hạnh phúc như bác đây. Cháu đồ rằng bác chắc hẳn là một trong những người hạnh phúc nhất thế gian. Một trong những người hạnh phúc nhất thế gian ư? Cũng có thể nói như vậy. Bác có hạnh phúc không? Có chứ, tôi luôn được hoan nghênh ở tất cả các thành phố mà tôi đem các con rối tới. Tuy nhiên, thú thực cũng có một mong ước đôi khi ám ảnh tôi. Tôi ước sẽ có một gánh hát sống thật sự để làm chủ một đoàn nam nữ diễn viên bằng xương bằng thịt. Tôi hiểu, bác muốn đem cuộc sống đến cho những con rối. Bác muốn biến chúng thành những diễn viên sống thật sự. Còn bác trở thành ông chủ của họ. Lúc đó, bác sẽ hoàn toàn hạnh phúc. Bác nghĩ như vậy phải không ạ? Ừ, đúng là tôi có cái mong ước ấy thật. Vậy cháu chúc cho mong ước của bác thành hiện thực. Cảm ơn cậu. Sau ly rượu vang ấy, bác múa rối như được đưa vào một thế giới khác, lung linh và huyền ảo. Ánh sáng tỏa chiếu lên gương mặt cậu cử nhân. Giờ đây, trông cậu như một vị thần đang đưa bác đến một mộng ước của đời bác. Phải chăng giấc mộng của bác sẽ trở thành hiện thực? Trời ơi, thần linh đã nhập vào chúng. Những con rối đã trở thành những diễn viên bằng xương bằng thịt. Chào ông chủ. Ông chủ hả? Vâng, thưa ông chủ. Tất cả chúng tôi đều sẵn sàng cho buổi trình diễn mở màn của chúng ta. Ở buổi diễn mở màn à? Hay quá, vậy thì chúng ta ra sân khấu thôi. Nhưng diễn vở gì bây giờ nhỉ? Tất nhiên là vở của nhà vua rồi.
còn vở diễn nào xứng đáng đi mở màn hơn vở có nhà vua được nữa. Không đúng. Thưa ông chủ, một vũ nữ là linh hồn của một buổi diễn. Nếu tôi không đứng được trên một chân thì cả nhà hát sẽ sụp đổ. Tôi mong được đối xử đặc biệt. Ông nên để tôi diễn vở mở màn cho. Ông chủ, tôi đóng vai hoàng hậu. Mà một hoàng hậu thì không thể xuất hiện sau ai đó được. Nếu không được diễn mở màn thì tôi sẽ bỏ tập. Các anh các chị thôi đi. Trong vở diễn ai cũng quan trọng như nhau cả. Anh này nói đúng. Trong vở diễn ai cũng quan trọng. Như tôi đây, tôi chỉ diễn vai người đưa thư, nhưng tôi cũng quan trọng ngang với kép chính. Thế nên thưa ông chủ, ông nên cho tôi ra mở màn. Anh mở màn ư? Rõ vớ vẩn. Vai phụ mà đòi ngang hàng với vai chính. Mời anh lùi ra sao cho. Thưa ông chủ, tôi diễn vai chính, tôi mới là người xứng đáng nhất để ra mở màn. Nghe có lý đấy. Với cả tôi cũng phải là người nói những câu thoại cuối cùng trước khi vào hậu trường. Bởi vì chỉ sau những câu đó, những tràng vỗ tay mới vang lên. Cái đó còn tùy vào kịch bản nữa chứ. Tôi không cần biết, tôi phải nói câu đầu tiên và câu cuối cùng, thế thôi. Hay, này anh đừng làm khó ông chủ của chúng ta thế chứ. Chúng ta là diễn viên, phải nghe lời của ông chủ. Cảm ơn cô đã hiểu cho. Nhân đây tôi cũng nói luôn. Dạ thưa ông chủ, tôi sẽ chỉ diễn dưới ánh đèn màu hồng vì chúng phù hợp với nước da của tôi. Không được chiếu ánh đèn xanh vào tôi đâu nha, xin nhớ cho. Đèn hồng, đèn xanh ư? Sao lắm chuyện thế. Tôi phải được mở màn. Tôi chứ, tôi phải được nói câu đầu tiên và câu cuối cùng. Tôi cũng quan trọng như vai chính đấy nha. Nhớ không được chiếu đèn xanh vào tôi đâu đấy. Ôi, vở diễn gì mà tệ hại vậy? Khủng khiếp quá, thôi ngay đi. Bác múa rối, gần như ngộp thở, đầu óc quay cuồng. Khoảnh khắc này, bác thấy mình khốn khổ hơn bất kỳ ai. Những con rối kia, ước gì tất cả các ngươi lại chui vào hòm. Ước gì tôi chưa bao giờ là chủ của các ngươi. Trời ơi, thì ra chỉ là một cơn ác mộng. Này, chúng mày cứ ở trong đó, không bao giờ ta muốn thấy chúng mày bằng da bằng thịt nữa. Bác múa rối, nhận ra cái niềm mong ước lớn của bác thực ra thật dại dột. Bác định nói với cậu cử nhân điều đó, nhưng cậu đã đi đâu mất rồi, cứ như những cụ già Hy Lạp hay những vị thần La Mã ngày trước vậy. Từ đó trở đi, bác múa rối là người hạnh phúc nhất trên đời. Cả khán giả cũng thế, vui vẻ hết chỗ nói. Bác tự do dựng vở bác thích và không ai phàn nàn gì cả. Bác đi khắp Đan Mạch, bác quen biết nhiều người và nhiều người quen biết bác. Rồi bác sẽ sang Thụy Điển và sau này bác sẽ đi khắp thế giới. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, bác sẽ gieo hạnh phúc khắp những nẻo đường bác qua. Nhiệm vụ khó thực thi. Có gì mà đâm chiêu thế anh? Công việc thôi mà. Một người đàn ông đề nghị anh theo dõi vợ anh ta. Nhưng vấn đề là người ngoại tình không phải vợ anh ta mà chính là anh ta. Theo dõi chị vợ để anh ta dễ bề bay nhảy với tình nhân phải không? Vậy thì anh nên từ chối hợp đồng này đi. Anh cũng nghĩ thế. Mình không thể tiếp tay cho cái xấu được. Hồ sơ của ông khách hàng đấy đây hả anh? Ừ, có cả ảnh hai vợ chồng đó. Trời ơi, đây là chị Hoa mà. Nhưng chị Hoa là ai? Thời còn là sinh viên, chị ấy thuê chung phòng trọ với em. Hồi đó tụi em khá thân thiết. Chị Hoa rất tốt với em nữa. Lâu lắm không gặp, không ngờ lại tình cờ biết được hoàn cảnh của chị như thế. Anh Đạt à, anh chờ tôi lâu chưa? Tôi cũng vừa tới. Việc theo dõi vợ tôi anh có nhận lời không? Tôi hứa sẽ trả cho anh hơn mức quy định. Nhưng tôi chỉ phân vân một điều. Nếu anh không còn yêu thương vợ mình nữa, sao anh không nói thật cho cô ấy biết rồi chia tay? Sao phải lén lút qua lại với người khác chứ? Là đàn ông với nhau, sao anh lại hỏi tôi câu đó chứ? Tôi chỉ muốn vui vẻ một chút thôi, chứ không muốn bỏ vợ con. Nói thật nha, vợ chồng sống với nhau nhiều năm cũng chán. Cô vợ tôi thì tốt, nhưng thú thật là không thể thú vị bằng cô thư ký nóng bỏng đang hừng hực tuổi trẻ. Anh hiểu tôi chứ? Nếu anh không làm thì để tôi thuê chỗ khác. Thời còn là sinh viên, chị ấy thuê chung phòng trọ với em. Hồi đó tụi em khá thân thiết, chị Hoa rất tốt với em nữa. Thời gian qua đi, mỗi người một cuộc sống riêng, không ai gặp ai nữa. Khoan đã, tôi nhận lời.
chẳng quan tâm gì tới em hết. Đã bảo hôm nay là sinh nhật của em rồi mà. Anh biết rồi. Anh đã nói hôm nay anh nhiều việc. Cuối giờ anh sẽ đưa em đi ăn tối. Em thích quà gì nào? Mời vào. Tôi gửi anh ảnh của vợ anh ngày hôm nay. Vậy có gì bất thường không? Cô ấy có lẩn vẩn ở khu vực gần nơi tôi làm việc không? Không. Hả? Cô ta đi tập thể dục ở trung tâm. Thật bất thường. Cô ấy tập thể dục ở trung tâm khá xa chỗ này mà. Nhưng cô ấy chưa bao giờ đi tập thể dục cả. Giờ tôi cầm cái gì trên tay đây? Hồ sơ xin việc à? Vâng, có vẻ cô ấy tới một công ty xin việc. Vợ tôi nghỉ làm ở nhà đã gần 10 năm nay. Suốt ngày cô ấy chỉ quanh quẩn chợ búa, giặt giũ quần áo, dọn dẹp nhà cửa, cơm nước, chăm con. Chắc có lẽ giờ cô ấy muốn đi làm rồi. Cô ấy không còn thời gian để ý tới anh nữa. Càng tốt chứ sao. Nhưng mà... Chị ơi, chị thử chiếc này đi ạ. Không thể nào. Anh đang chụp ảnh vợ tôi đấy à? Đúng thế. Có gì sai sao? Cô ấy chưa bao giờ thế này. Cô ấy đi spa. Cô ấy đi mua váy áo sành điệu. Còn mua cả nước hoa à? Điều này chưa bao giờ xảy ra. Hãy theo dõi cô ấy cẩn thận hơn cho tôi. Anh đến lâu chưa? Gì thế này? Vợ tôi đây ư? Anh theo dõi vợ tôi được bao lâu rồi? 3 tháng rồi. Anh chụp ảnh để theo dõi vợ tôi hay là chụp ảnh nghệ thuật cho cô ấy đây? Tấm nào cũng phải đẹp thế này à? Là do vợ anh đẹp thật mà. Cô ấy ngày càng quyến rũ hơn từng ngày phải không? Có vẻ anh đang ngưỡng mộ cô ấy. Cũng có thể. Vợ anh đẹp, dịu dàng, rất hiện đại và đầy sức sống. Đàn ông ai nhìn mà chả thích chứ. Anh nhìn những tấm ảnh này thì thấy đấy. Người đàn ông trong ảnh là ai? Vợ tôi hẹn hò à? Làm sao tôi biết được? Tôi thuê anh làm thám tử theo dõi vợ tôi. Anh lại nói là không biết người đàn ông trong ảnh là ai. Anh chỉ thuê tôi để biết cô ấy có biểu hiện gì nghi ngờ hay không thôi mà. Anh... Anh ơi, hết giờ làm rồi. Lát nữa mình có đi đâu không anh? Không, cô đi ra đi. Anh Hùng, em không ngờ anh lại vẫn nhận hợp đồng đó. Anh đã nói với em là không nhận hợp đồng theo dõi chị Hoa. Vậy mà anh có biết làm như vậy là thất đức không hả? Em nghe em giải thích đã. Nguyệt, là em hả? Chị Hoa, em... Nguyệt à, em không cần phải lúng túng vậy đâu. Chuyện này là kế hoạch của Hùng và chị đó. Kế hoạch ư? Chuyện là thế nào ạ? Trời ơi, thật không ngờ tôi không thể tha thứ cho người đàn ông này. Tôi sẽ ly hôn. Chị à, chị bình tĩnh đã. Nếu chị làm thế, tôi sẽ là người vi phạm hợp đồng và bị phạt rất nặng. Tôi muốn giúp chị giữ gia đình của mình. Chị còn 2 con nhỏ, chúng cần có một mái ấm hạnh phúc. Tôi phải làm gì bây giờ? Cũng phải mất một thời gian vật vả, sau đó chị mới bình tĩnh và nghe theo lời khuyên của chồng em. Thế mà anh ấy không nói gì với em. Còn hiện tại chị và anh ấy thế nào rồi? Hiện tại chồng chị đang bắt đầu lo lắng về sợ mất chị rồi. Thay đổi bản thân giúp chị nhận ra giá trị thật của mình. Cho dù nếu một ngày chị không giữ được gia đình đi nữa, chị cũng vẫn tự tin và biết cách làm cho bản thân mình hạnh phúc. Hoa, em có thể tha thứ cho anh một chuyện được không? Điều anh sắp nói sau đây. Anh không cần phải nói, em biết hết rồi. Em biết rồi ư? Vậy chuyện thay đổi của em vừa qua là... Là em tự tạo ra đấy. Em không định làm điều này để níu kéo anh đâu, mà em muốn tự tìm lại chính mình. Không ngờ điều đó lại mang anh trở về. Anh tưởng là giữa chúng ta đã không còn tình cảm. Chuyện sống với nhau chỉ là nghĩa vụ.
Nhưng khi nhìn thấy em đi cùng một người đàn ông khác, anh biết là anh còn yêu em rất nhiều. Hãy vì những gì tốt đẹp đã có giữa chúng ta mà tha thứ cho anh nha. Cái đó còn tùy ở anh, xem mức độ hối lỗi và sửa sai như thế nào. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.